Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong đêm qua và sáng sớm nay thì Bắc Bộ đã có mưa trên diện rộng, trong đó có những điểm đã có mưa với lượng lớn. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13 tháng 8 cho đến 7 giờ ngày 14 tháng 8 như ở Lạc Sơn, Hòa Bình là 74 mm, hay là Bãi Cháy Quảng Ninh 75 mm, Hoàng Su Phì Hà Giang 82 mm, Thái Bình 109 mm và Văn Lý Nam Định là 115 mm. Dự báo thì trong ngày hôm nay hình thế gây mưa vẫn tiếp tục hoạt động. Vì vậy mà Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do trời khá nhiều mây nên trong ngày chỉ có những khoảng nắng vừa phải và nhiệt độ tiếp tục có xu hướng giảm thêm với mức nhiệt cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Còn về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Thủ đô Hà Nội sau một buổi sáng trời mưa rào thì đến giờ mưa đã giảm hẳn, nhường chỗ cho mây và những khoảng nắng nhẹ đan xen. Nhiệt độ cao nhất lúc trưa nay giảm thêm so với ngày hôm qua, chỉ dao động quanh ngưỡng từ 32 cho đến 33 độ. Tuy nhiên những cơn mưa vẫn tiếp tục diễn ra trong chiều tối và đêm nay, một số điểm có thể có mưa to kèm theo gió giật mạnh. Vì vậy quý vị nên chú ý đề phòng. Nhiệt độ về đêm và sáng chỉ trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ, trời mát mẻ. Tương tự với thời tiết ở thủ đô Hà Nội, ở tại khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa dông vẫn xảy ra vào chiều tối, còn trưa chiều thì trời vẫn có nắng. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi, mưa dông chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương. Nhiệt độ ở những khu vực này cao nhất sẽ dao động xung quanh ngưỡng từ 32 cho đến 35 độ. Các tỉnh từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất ngày dao động từ 32 đến 33 độ. Chiều tối cục bộ có nơi xảy ra dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật. Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay thời tiết vẫn tương đối ổn định, trời có nắng ngay từ buổi sáng và kéo dài đến cuối ngày, với nền nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều duy trì ở mức từ 34 đến 35 độ, cảm giác còn khá oi nóng. Về chiều và tối khả năng xuất hiện những cơn mưa dông, tuy không kéo dài nhưng cũng làm dịu đi tiết trời khá nóng vào ban ngày và kết hợp với gió biển, thời tiết trở nên mát mẻ khi mà nhiệt độ về đêm chỉ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ngày có nắng gián đoạn và mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ ở vùng cao Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, trời có nắng từ sáng đến khoảng 14-15 giờ chiều và nhiệt độ cao nhất ở mức từ 31 cho đến 32 độ, sau giảm xuống dưới 26 độ vào tối ngày hôm nay. Đáng lưu ý vẫn là khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông vào buổi chiều và tối, phần nào làm gián đoạn các hoạt động lưu thông ngoài trời và người dân cần lưu ý tìm nơi tránh trú nếu có dấu hiệu xảy ra cơn dông mạnh. Vùng hội tụ gió lên đến độ cao khoảng 5.000 m đã gây mưa rào và dông trên diện rộng ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Trong đó, khu vực vùng núi đã có những điểm xảy ra mưa to và dông mạnh và mang đến tiết trời dịu đi rất nhiều sau những ngày nắng nóng. Sang đến ngày hôm nay, hình thế thời tiết gây mưa vẫn còn tồn tại, do vậy ở Bắc Bộ mưa dông tiếp tục có khả năng lặp lại. Trong đó, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và phần phía Đông Bắc như là Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Do trời khá nhiều mây nên trong ngày chỉ có những khoảng nắng vừa phải và nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày hôm nay vẫn có mưa rào và dông vào chiều tối, đêm và sáng, còn ban ngày trời nắng. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi, mưa dông chỉ xuất hiện mang tính chất địa phương. Ngày nắng nhiều hơn phần phía Bắc khu vực, với cục bộ có điểm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 36 độ, nhưng nền nhiệt nhìn chung đang có xu hướng giảm. Các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận ngày có nắng, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật. Đến với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ngày có nắng gián đoạn và mưa dông xuất hiện vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Mưa xuất hiện nhiều hơn và nắng nóng không còn kéo dài ở vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội.
Ngày hôm nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội trời có nắng, xen giữa những khoảng nhiều mây và thậm chí có những cơn mưa bất chợt. Thời gian xảy ra mưa tập trung nhiều hơn vào chiều tối, đêm và sáng. Những cơn mưa mang đến tiết trời dễ chịu hơn nhiều so với những ngày vừa qua, khi nhiệt độ vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều chỉ ở mức từ 32 đến 33 độ và vào thời điểm nửa đêm về sáng, nhiệt độ chỉ khoảng từ 25 đến 26 độ. Cùng chung xu thế với các tỉnh thành khác thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày hôm nay tại thành phố Cảng Hải Phòng cũng có mưa bất chợt. Và cũng như thủ đô Hà Nội, mưa tập trung nhiều hơn vào chiều tối, đêm và sáng. Còn trong ngày có những khoảng tạnh ráo với tiết trời nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ, còn về đêm và sáng dưới ngưỡng 25 độ. Nhìn chung thời tiết khá dễ chịu. Tuy nhiên, những cơn mưa sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông ngoài trời của quý vị, không chỉ trong hôm nay mà cả một vài ngày tới. Đến với thành phố Đà Nẵng, tại đây thời tiết hôm nay vẫn tương đối ổn định. Trời có nắng ngay từ buổi sáng và kéo dài đến cuối ngày, với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều duy trì ở mức từ 34 cho tới 35 độ, cảm giác còn khá oi nóng. Về chiều và tối, khả năng xuất hiện những cơn mưa dông, tuy không kéo dài nhưng cũng làm dịu đi tiết trời khá nóng vào ban ngày và kết hợp với gió biển, thời tiết trở nên mát mẻ khi mà nhiệt độ về đêm chỉ khoảng từ 25 đến 27 độ. Cũng thuộc khu vực Trung Bộ, thành phố Nha Trang trong ngày hôm nay trời có nắng với cường độ vừa phải và nhiệt độ tăng dần từ mức 28 đến 29 độ vào buổi sáng, lên trên 32 độ vào thời điểm đầu giờ chiều và giảm xuống dưới 28 độ vào tối nay. Mưa rào cũng có khả năng xảy ra nhưng chỉ xuất hiện cục bộ và không kéo dài, nên nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động dân sinh của thành phố biển xinh đẹp này. Đến với thành phố cao nguyên Đà Lạt, trong ngày hôm nay vẫn là kiểu thời tiết mát mẻ đặc trưng của vùng cao. Tại đây trời vẫn se lạnh, thậm chí ở ngưỡng trời rét vào khoảng thời gian về đêm và sáng, với nhiệt độ ở ngưỡng từ 17 đến 19 độ. Ngay cả thời điểm giữa trưa, tiết trời cũng mát mẻ khi nhiệt độ chỉ còn từ 23 đến 25 độ và giảm xuống dưới 19 độ vào tối nay. Những cơn mưa có khả năng đến bất chợt trong ngày và tập trung nhiều hơn vào khoảng chiều tối và tối sẽ khiến cho cảm giác lạnh hơn. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay trời có nắng từ sáng đến khoảng 14-15 giờ chiều và nhiệt độ cao nhất ở mức từ 31 đến 32 độ, sau giảm xuống khoảng 25 độ vào tối hôm nay. Đáng lưu ý vẫn là khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông vào buổi chiều và buổi tối, phần nào làm gián đoạn các hoạt động lưu thông ngoài trời. Người dân cần lưu ý, tìm nơi tránh trú nếu thấy dấu hiệu xảy ra những cơn dông mạnh.